Hai chân mến tàu cô chú anh chị và các bạn miền xa trên miền đất nước đến với kênh Minh Châu miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn một cái ý tưởng mới nha cả nhà. Một cái ý tưởng này thì nó giúp cho các anh em thợ hồ, nhất là những anh em sơn bê, ốp gạch hoặc là lát nền. Thì cái dụng cụ này thì mình chế một cái dụng cụ này, ý tưởng để chế ra thì từ những cái sắt dụng nha, sắt cũ thôi nha cô chú anh chị các bạn. Thì mình có thì mình làm tại nhà, còn không có thì mình đi mua cái sản phẩm mình chế thì nó cũng có bán trên thị trường. Nhưng mình chia sẻ để cái cách làm để cho anh em khỏi cần đi chợ để mua. Thì ở đây thì mình có một cái thanh sắt này là sắt cũ, thanh sắt này là lục giác nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là lục giác cũ. Đó, thì cũ nè, đây cạnh lục giác nè. Đây là một thanh sắt phi 8 nha. Thì phi 8 này nó dài khoảng 3 tấc rưỡi gì nha cô chú anh chị các bạn. Thì cái cây này mình lượm được thì nó cũng vẫn dài dài khoảng 4 tấc 7. Đây là dài 4 tấc 7. Thì nói chung thì anh chị mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm cái dụng cụ này là dụng cụ gì nha, để rất tốt cho công việc của mấy anh em thợ hồ nha cô chú anh chị. Rồi, cô chú anh chị xem kênh của Minh Châu miền Tây, nếu thấy có hay và thú vị hữu ích thì nhớ đăng ký ủng hộ chia sẻ cho mọi người cùng xem. Mà mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hai chân mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Minh Châu miền Tây học hỏi và sáng tạo nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tiếp là một cái clip chế đồ găng canh cô chú anh chị và các bạn. Thì cái dụng cụ này thì nó rất hữu ích cho những anh em làm thợ hồ hoặc là thợ sơn bê chắc sơn nước. Thì cái dụng cụ này thì nó cũng có bán trên thị trường, nhưng mà mình muốn chia sẻ cái cách để làm, mình làm tận dụng ở nhà. Nếu mình có điều kiện, có máy hàng máy cắt thì mình sẽ sử dụng, mình làm được nha, mình khỏi cần đi chợ mua cho tốn tiền nhiều nha cô chú anh chị. Thì ở đây là mình có hai thanh sắt cũ nha. Thì sắt này là sắt cũ, nói chung là sắt phế liệu hoặc là chai chai gì thôi. Thì mình lượm được cây này là sắt 10 mà nó lục giác nha cô chú anh chị. Đó, 10 lục giác. Thì cái độ dài này khoảng chắc 5 tấc quá. 4 tấc 9 nè cô chú anh chị. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ chi tiết luôn nha, để anh em mình ai chưa biết làm thì coi video mình để làm nha. Còn những anh chị nào mà đã có làm cái này rồi thì xem video ủng hộ mình, có cái gì thêm ý kiến thêm thì bình luận bên dưới. Mỗi bình luận của cô chú anh chị và các bạn cho mình là niềm vui của mình nha. Mà thì ở tiếp theo là ở đây có một cái cây là sắt phim 8. Đây, sắt phim 8 dài khoảng 3 tấc 7. Thì nói chung là ở đây chiều rất mưa nha. Thì mình cũng đang làm này thì trời cũng đang mưa gầm ngày. Không biết cô chú anh chị các bạn nghe có rõ không? Thì mình cũng mời cô chú anh chị xem mình làm như cái dụng cụ này ra sao như thế nào nha. Cô chú anh chị xem video của mình thấy có hay, hữu ích, nhớ đăng ký và cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi, mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình làm cái dụng cụ này như thế nào nha. Thank you.
đã chế xong rồi ngang cô chú anh chị và các bạn. Thì mình chế cái này là một cái cây đánh bột nha. Đó, đánh bột bê với hoặc là xi măng hồ dầu á, để mình lát gạch hoặc là ốp tường cô chú anh chị. Thì mình vừa qua mình cũng có sử dụng cái cây kia, nhưng mà cây kia thì đánh mình cảm giác nó thấy nó hơi nặng á. Thì hôm nay mình sẽ chế lại cái này. Thì kinh nghiệm của mình thì mình chế cái này để mình làm cho nó nhanh, mình đánh nó nhanh tan xi măng hoặc là bột bê ngang cô chú anh chị và các bạn. Đó, thì ở đây là mình bề ngang hồi nãy mình đo là nó phủ bìa này là 1 tấc mốt, phủ bìa tấc mốt, còn tùy cái thanh này từ đây xuống đây là 5 phân, độ độ sâu xuống là 5 phân. Thì cái này mình hàng là bao nhiêu một cái chữ T nằm ở dưới này cô chú anh chị. Đó, cái trên nằm dưới nè, rồi sau đó mình sẽ giật từ cái mí này lên 1 phân rưỡi để mình hàng một cái thanh thanh ngang này nữa. Đó, một cái chấu ngang nữa. Thì cái chấu ngang này thì chiều cao lên đây là mình là 3 phân. Đó, rồi chiều ngang thì nó cũng là 1 tấc mốt nha cô chú. Hai bên này đồng nhau hết. Đây bên đây cũng vậy luôn. Thì cô chú biết sao không? Khi mình hàng á, mình giật lên trên này nè, đừng mà cái cho cái thanh này nè, kêu bằng cái chống này nó sẽ đánh theo cái dòng này, nhưng nó sẽ nhóng lên đây, nó không đụng đáy xô thì đụng cái này, ở dưới này là đụng đáy xô rồi. Thì lên trên này mình sẽ giật cái này, đừng mình đánh cho mau tan, nó dễ nó nhẹ cái máy mình. Còn nếu mình để ở dưới này thì nó đánh nó rất là nặng, khi mà hồ đặt là nó cũng rất là nặng nha. Thì theo mình nghĩ như vậy thì mình chia sẻ cái mà để cái chống đánh bột. Đó, chống đánh bột và đánh hồ dầu. Đó, cái chiều dài của nó là gần 5 tấc ngang cô chú, hồi nãy mình có đo đó. Đó, thì cái này mình xài sắt 8 nha, chứ đừng nên xài sắt 6. Sắt 6 nó sẽ yếu lắm, đưa hồ mà dầu mà nó lỡ nó đặt á là mình đánh là nó sẽ quẹo cái cây này, nên mình xài là sắt 8. Rồi, video mình ở đây mình cũng tạm dừng nha cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn cô chú anh chị là các bạn đã quan tâm theo dõi cái kênh video của mình. Rồi, hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.